하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 Vâng, chúng ta cùng giới thiệu live thử đỉnh cao của tuần này nào. Cơn của chúng ta làm rất tuyệt vời phải không? Ồ, trong một tuần qua Yukon đã dành cái thời gian của đỉnh cao, đã tạo ra cái tác phẩm của mình. Và cuối cùng có vẻ Yukon rất ngại ngùng nhưng làm rất tốt. Bởi vì Yukon được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Yukon quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng công bố lại một lần nữa. Lemon thử đỉnh cao của tuần này đó chính là Lemon thử đỉnh cao Quân Yukon Lemon thử. Chúng ta cho một tràng pháo tay nào. Hỡi Yukon, chúc mừng em. Yukon của chúng ta đã đứng ở đỉnh cao của thuộc linh. Yukon rất tuyệt vời. Mặc dù Yukon đang sống ở nơi xa, nhưng Yukon luôn luôn tận hưởng thời gian Lemon thử của đỉnh cao, giống như các Lemon thử trong Kinh Thánh. Và Yukon sẽ trở thành những Lemon thử cứu sống của thời đại này. Và khi nói về Yukon của chúng ta, chúng ta sẽ gửi những món ăn thật ngon cho Yukon nhé. Yukon của chúng ta đã đứng ở trên đỉnh cao của thuộc linh như vậy. Vậy cha mẹ của Yukon là người đã giúp đỡ cho Yukon rất tốt. Cảm ơn cha mẹ. Và Yukon đã được chọn làm đỉnh cao Lemon thử tuần này. Mong sao tuần sau cha mẹ của Yukon sẽ cầu nguyện đại diện cho nhóm của chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng đã ban ánh sáng của phúc âm đến cho thế giới bóng tối này. Và Ngài đã gọi chúng ta đến làm Lemon thử.
và thông qua buổi thờ phượng hôm nay, chúng ta sẽ nắm chắc giao ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể nắm chắc giao ước của Đức Chúa Trời thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đến với Ngài. Bây giờ chúng ta hãy cảm tạ Chúa, hãy hát tôn vinh Ngài. Thì giờ này chúng ta đều đứng dậy cùng hát tôn vinh Chúa nào. Chúng ta đứng dậy cùng hát thánh ca về Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Hãy cảm tạ, hãy ngợi khen Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời đón nhận sự hát thánh ca của chúng ta dâng lên Ngài. Hàng ngày, Đức Chúa Trời lại ban ân điển mới cho chúng ta, ban sức mạnh mới cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng hát tôn vinh Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta giấc mơ. Ngài đã ban cho chúng ta giấc mơ trong giao ước, và nhất định cái giao ước đó sẽ được hoàn thành qua chúng ta. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đọc bài Tín điều các sứ đồ. Chúng ta xưng nhận đức tin của mình ra với Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng lên trời đất. Tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, chịu chết và chôn Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Vâng, hôm nay sẽ mời cô chấp sự Hơn Hiên Chi, là mẹ của Lemon Thử Đỉnh Cao tuần trước, sẽ đại diện cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cùng đến cầu nguyện. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. Hôm nay Chúa đã ban cho chúng con đến với ban thờ phượng nhóm mầm non. Cảm ơn Chúa. Thông qua buổi thờ phượng hôm nay, Chúa giúp chúng con được khắc ghi lời của Đức Chúa Trời, trở thành khắc ghi cội rễ thể chất. Xin Chúa giúp chúng con ở trong giao ước của Chúa giải quyết mọi vấn đề, và giúp chúng con tận hưởng được chúc phước của ngôi, hướng đến 237 quốc gia chiếu ánh sáng
Đặc biệt xin Chúa giúp các lai bân thể của chúng con, mục sư Kim Ki Thek là người sẽ giao truyền lời Chúa. Xin Chúa ban đầy dẫy Thánh Linh, chúc phước cho ơn của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Joseph chinh phục trước. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Sáng Thế Ký, đoạn 41, câu 38. Chào các bạn. Các bạn ơi, tên tôi là Joseph, Joseph đó. Tên tôi là gì nhỉ? Các bạn cùng nói theo tôi được không? Tên tôi là Joseph. Các bạn nói rất tốt. Đến một ngày kia, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ này, đó chính là giấc mơ của giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Giấc mơ này thật kỳ lạ. Đó chính là giấc mơ giao ước. Và giấc mơ đó đều được hoàn thành hết. Tôi có một giấc mơ gì, các bạn muốn biết không? Ồ, cái gì vậy? Giấc mơ gì vậy? Các anh đã bó lúa của mình. Và cái bó lúa của tôi, các anh, bó lúa của mình đã cúi lại trước bó lúa của tôi. Wow, lạ thật nhỉ. Giấc mơ này chính là giấc mơ của giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Tôi phải chạy nhanh nói cho các anh biết về giấc mơ này thôi. Các anh ơi, các anh lại đây xem nào. Ồ này, em có một giấc mơ rất kỳ lạ. Đó là các bó lúa của các anh và bó lúa của tôi. Bó lúa các anh lại quỳ lại trước bó lúa của tôi. Các anh đã nói vậy. Ngươi nói gì vậy? Mày thật à? Mày chắc sẽ làm vua để cai trị chúng ta hay sao? Các anh nghe vậy thì tức giận với Joseph, bởi vì giấc mơ của Joseph rất kỳ lạ. Các anh ghen ghét Joseph. Và rồi Joseph lại có một giấc mơ nữa. Giấc mơ lần này là giấc mơ gì vậy hả các bạn? Đây lại là giấc mơ gì đây nhỉ? Giấc mơ lần này đó, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao kia đều quỳ lại xuống trước tôi. Ồ, các anh của mình là có 11 anh và hóa ra cũng có 11 ngôi sao. Vậy thì mình phải chạy thật nhanh nói cho các anh biết về giấc mơ này thôi. Các anh ơi, lại đây xem nào,
Lại đây. Em lại có một giấc mơ nữa nhá. Giấc mơ lần này, đó là mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đã quỳ lạy xuống trước em đó. Các anh nghe vậy thì bực tức với giấc mơ của em mình là Joseph, rất ghen ghét chàng. Còn Joseph thì khác với các anh của mình là đã có một giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Joseph rất thích giao ước Đức Chúa Trời ban cho. Đó chính là giấc mơ, đó là giao ước để phúc âm hóa thế giới. Và giấc mơ đó đã được tỏ ra qua giao ước. Tuy nhiên, các anh của Joseph thì không hề quan tâm đến giao ước của Đức Chúa Trời. Duy nhất họ chỉ quan tâm đến ăn uống mà thôi. Hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chính xác, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta giao ước rồi. Cũng giống như Joseph đã được Đức Chúa Trời ban cho giao ước rồi. Vậy giao ước đó là gì vậy? Đó chính là lem đơn thử mang theo phúc âm. Và thông qua tôi sẽ hoàn thành phúc âm hóa thế giới. Đó chính là giao ước. Và hôm nay các lem đơn thử đến thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nắm chắc giao ước này nhé. Nếu vậy thì bây giờ các bạn cùng nói theo tôi được không? Các bạn hãy nói theo tôi nhé. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi giao ước. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi giao ước. Và bây giờ các bạn hãy nói lại theo tôi một lần nữa nhé. Đức Chúa Trời thông qua tôi để cứu sống thời đại này. Đức Chúa Trời thông qua tôi cứu sống thời đại này. Và cha của Joseph là Jacob đã rất thích giấc mơ của Joseph ở trong giao ước. Bởi vậy, Joseph đã mang theo giao ước. Cha đã may cho những cái áo nhiều sắc màu thật đẹp. Còn các anh thì rất ghét Joseph bởi vì Joseph có được quần áo đẹp. Các anh bởi ganh ghét Joseph cho nên đã bán Joseph đến một đất nước rất xa, đó chính là Ai Cập, đến làm nô lệ ở đó. Làm sao một việc buồn như vậy lại xảy ra với Joseph nhỉ? Tuy nhiên, tất cả mọi việc xảy đến với Joseph đều là kế hoạch tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng đã làm nên những việc này với Joseph. Và sắp tới, chúng ta có thể thấy các công việc của Đức Chúa Trời làm qua Joseph sẽ biết. Joseph mặc dù bị bán làm nô lệ, nhưng không hề lo lắng về việc đó. Vì sao nhỉ? Bởi vì Đức Giê-hô-va luôn luôn ở cùng Joseph. Joseph đã biết sự thật đó cho nên không hề lo sợ. Vậy hỡi các lem đơn thử, bây giờ các bạn hãy cùng nói theo tôi được không? Đức Chúa Trời, Ngài đang ở cùng với tôi. Vậy các lem đơn thử ơi, các bạn hãy nói theo tôi một lần nữa nhé. Đức Chúa Trời ở cùng với tôi. Thank you.
Joseph đã bị bán đi làm nô lệ. Vậy nơi Joseph đến ở đâu vậy? Nơi đây chính là đất nước Ai Cập, là đất nước mạnh nhất đứng đầu thế giới. Đây chính là đất nước Ai Cập, các bạn biết không? Tại Ai Cập này, Đức Chúa Trời ghét nhất chính là đất nước đang tạo lên, xây dựng lên các thần tượng để thờ lạy. Và thông qua Ai Cập này đã truyền đạt tất cả những cái điều xấu nhất ra ngoài thế giới. Và chính Ai Cập này, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ bằng chứng là Đức Chúa Trời hằng sống để trói buộc tất cả mọi thế lực bóng tối đang ở đây. Cho nên Đức Chúa Trời đã sai Joseph đến Ai Cập này. Hỡi các bạn ơi, tôi bị bán đến đây làm nô lệ. Nào đâu vậy, các bạn có biết không? Đây là việc rất lạ lùng đó. Tại nơi đây không phải là nơi bình thường đâu. Tại đây chính là nhà của quan thị vệ Potiphar. Ồ, quan thị vệ Potiphar ư? Quan thị vệ Potiphar đó chính là vị quan đứng đầu của đất nước Ai Cập, là vị quan giữ đất nước của vua Pharaon. Các bạn thấy lạ lùng không nào? Và Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây là một người nô lệ. Hỡi các bạn em thử ơi, các bạn có thấy kỳ lạ không nhỉ? Joseph này đi đến bất cứ nơi đâu cũng luôn luôn tận hưởng Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Và hôm nay các lễ vân thử thờ phượng cũng tận hưởng Đức Chúa Trời như vậy. Với tôi là con Đức Chúa Trời, tôi đi bất cứ nơi đâu, Đức Chúa Trời cũng vẫn luôn ở cùng với tôi. Và Đức Chúa Trời cũng sai thiên sứ của Ngài đi trước chúng ta và đi sau chúng ta để gìn giữ trên đường đi. Joseph này mặc dù bị bán làm nô lệ, nhưng tại nơi đây Joseph vẫn đứng ở trên đỉnh cao thuộc linh. Bởi vì Joseph luôn luôn nhớ đến giao ước và cầu nguyện. Và các lá bân thử của chúng ta hàng ngày chúng ta đang đọc sổ tay cầu nguyện và thờ phượng, phải không? Điều đó được gọi là thời gian của lem lân thử. Thời gian của lem lân, nếu hàng ngày chúng ta tận hưởng được thời gian này, thì chúng ta sẽ đứng ở đỉnh cao thuộc linh, đỉnh cao của thuộc linh. Và rồi Joseph một ngày kia đã bị vu oan phải bỏ vào nhà tù. Rõ ràng Joseph không có mắc gì sai lầm, nhưng vẫn bị người ta vu oan và phải nhốt vào tù. Ồ, chắc rất oan phải không? Các lá bân thử của chúng ta cũng có thể điều này xảy đến với chúng ta. Rõ ràng không phải việc tôi sai, nhưng mà người ta cứ đổ cho tôi đã làm, người ta nói dối, đổ tội cho tôi. Và rồi đến một ngày, Joseph không có mắc sai lầm gì, vẫn bỏ vào tù, nhưng Joseph không thấy điều đó là bị oan. Tại sao Joseph không thấy mình bị oan? Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi phúc âm hóa thế giới. Và chính giao ước của Đức Chúa Trời đã khiến tôi vào tù để qua đây gặp người. Và Joseph bất cứ lúc nào, ở đâu, vẫn luôn luôn cầu nguyện và tận hưởng Đức Chúa Trời ở cùng với tôi. Và tại nhà tù này,
đã xuất hiện công việc gì với Joseph các bạn biết không? Tại nhà tù đã gặp rất nhiều người ở đây. Và những người này, họ đang bất an, họ đang sợ hãi, họ đang rất run sợ. Rõ ràng không có ai có thể giải quyết được vấn đề của họ. Và những người này không có ai giúp đỡ được. Vậy ai có thể giúp đỡ được những người này? Đó chính là Joseph Lemlanter. Joseph đã giúp đỡ những người đang ở trong tù này. Và rồi làm chứng với Đức Chúa Trời hằng sống cho họ thấy. Và bây giờ, bóng tối, tai họa, rủa xả đang ập đến với 237 quốc gia trên thế giới. Vậy ai là người sẽ chiếu ánh sáng vào trong tối tăm nơi họ đang sống? Họ là những người không biết Đức Chúa Trời. Họ là những người đang rơi vào trong nguyên tội, đang sống trong run sợ, bất an. Vậy ai là người sẽ đến nói cho họ biết về việc này? Dòng dõi người nữ đến, giày đạp đầu con rắn. Và con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ngài đến làm vua thật để hủy phá công việc của ma quỷ. Và Ngài đến làm thầy tế lễ thật để giải quyết mọi rủa xả, tai họa mà chúng ta phải chịu trên thập tự giá. Ngài đến mở con đường cho chúng ta gặp Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã rời bỏ Đức Chúa Trời, không có hạnh phúc. Dẫu rằng kiếm thật nhiều tiền nhưng không thấy hạnh phúc thật. Dẫu rằng người thành công nhưng cũng không tìm được hạnh phúc thật. Bởi vì con người phải gặp Đức Chúa Trời thì mới gặp hạnh phúc được. Bởi vậy, vì để chúng ta hạnh phúc, Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này. Ngài đã đến trên thế gian này. Ngài mở con đường để gặp Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài là nhà tiên tri thật để mở con đường gặp Đức Chúa Trời. Ngài làm thầy tế lễ thật và Ngài làm vua thật. Ngài làm tiên tri thật. Ba điều này hợp lại gọi là Đấng Christ. Và bây giờ các lai văn thử của chúng ta, bây giờ chúng ta cùng xác nhận điều này được không? Chúng ta cùng nói theo tôi nhé. Chúa là Đấng Christ. Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đến một ngày kia, Joseph đã gặp vua Pharaoh, là vua đứng đầu thế giới. Lúc này vua Pharaoh sợ hãi quá, đang run rẩy. Vua Pharaoh sợ hãi run rẩy. Bác sĩ cũng không thể chữa được bệnh cho vua. Các nhà khoa học cũng không thể giải quyết được vấn đề của vua. Các nhà chính trị cũng không thể giải quyết được vấn đề của vua. Mà qua lớp văn thử chúng ta đã giải quyết được vấn đề cho vua Pharaoh. Tại sao vậy? Bởi vì Joseph
đã mang theo lời giải đáp. Hôm nay, các Lai Ma Thử chúng ta nhóm tại đây thờ phượng. Các bạn cũng là Lai Ma Thử mang theo giới ước, phải không? Vâng, đúng vậy. Các bạn là những Lai Ma Thử mang theo giới ước, mang theo lời giải đáp. Các bạn đang có lời giải đáp cần thiết nhất cho thế giới này. Lời giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Christ giải quyết mọi vấn đề. Vua Pharaoh có nói với Joseph rằng: chúng ta há dễ tìm được một người có thần Đức Chúa Trời cảm động như người này được hay sao? Đức Chúa Trời là đấng đã cho biết rõ điều này rồi. Vậy thì từ hôm nay, Joseph sẽ được lập làm tể tướng của đất nước ta. Joseph đã cai trị đất nước ta. Và Joseph đã được lập làm tể tướng như vậy đó. Và khi Joseph làm tể tướng Ai Cập, đã trở thành người cứu sống toàn thế giới. Và lúc này các anh của Joseph cũng đến Ai Cập để tìm mua gạo. Tuy nhiên, lúc này tể tướng của Ai Cập là ai nhỉ? Đúng vậy, tể tướng Ai Cập chính là Joseph, em của họ. Lúc này Joseph đã nói với các anh rằng: các anh ơi, không phải các anh bán tôi đến đây đâu, nhưng Đức Chúa Trời đã thay đổi cái việc các anh bán tôi đến đây, mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đây trước để làm người cứu sống toàn thế giới. Đức Chúa Trời đã sai tôi đây trước các anh đó, không phải các anh bán tôi. Hỡi các Lai Ma Thử ơi, các bạn có thấy kỳ lạ không nào? Bởi vì giấc mơ ở trong giao ước Đức Chúa Trời ban cho đã hoàn thành rồi, phải không? Vậy các Lai Ma Thử của chúng ta cũng cần chuẩn bị để nhận ứng đáp giống như Joseph. Và hôm nay chúng ta đến thờ phượng, và ngày mai chúng ta cũng đến với sổ tay cầu nguyện thông qua thời gian của Lai Ma Thử để các bạn nắm chắc giao ước của Đức Chúa Trời ban cho. Và hàng ngày các bạn mang theo thời gian của Lai Ma Thử nắm chắc giao ước của Đức Chúa Trời ban cho là được. Nếu vậy các bạn sẽ giống như Joseph, sẽ biết được tương lai mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Nếu vậy, các bạn sẽ rất thích điều đó và luôn luôn nhớ đến điều đó, và rồi trở thành giấc mơ và mang theo điều đó nhất định sẽ được hoàn thành. Qua đó sẽ trở thành tác phẩm kỳ diệu. Điều này gọi là CVDIP. Và hôm nay thông qua buổi thờ phượng này, các Lai Ma Thử hãy nắm chắc giao ước của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúc các bạn trở thành những Lai Ma Thử nắm chắc giao ước hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài thánh ca và chuẩn bị dâng hiến lễ vật cho Đức Chúa Trời lúc này.
Bây giờ chúng ta cùng đến với thời gian vui vẻ. Hỡi các Lemon thử ơi, hàng ngày các bạn đang có mang thời gian đỉnh cao thuộc linh rồi phải không? Thời gian của đỉnh cao thuộc linh, nếu hàng ngày các bạn tận hưởng được thì các bạn sẽ cần phải có thời gian và địa điểm của mình. Bởi vậy hôm nay tôi và các bạn sẽ thông qua thời gian của đỉnh cao này để làm ra một cái tấm ngồi cầu nguyện được không? Những vật dụng cần chuẩn bị đó là 4 tấm màu, tổng là 8 tấm, kéo, băng dính hai mặt, rồi giấy bóng kính, rồi hộp và nhiều các dụng cụ khác để tạo cho đẹp. Chúng ta sẽ lấy giấy bầu gấp lại thành 4 góc. Chúng ta theo đường thẳng này để cắt rời ra. Và bây giờ 8 tờ này chúng ta sẽ làm giống nhau. Chúng ta sẽ từ bên trên gấp xuống theo đường bên dưới. Và từ bên phải này với đường thẳng bên trái, chúng ta gấp lại để gặp đường thẳng bên trái. Và một miếng ở bên trên, chúng ta sẽ gấp xuống bên dưới. Và tại đây có cái khe hở, cái phần còn dư lại chúng ta sẽ cho vào khe này. Và chúng ta đã có 8 tờ giống nhau rồi phải không? Và những cái mảnh màu này chúng ta sẽ ghép lại với nhau. Chúng ta sẽ ghép mảnh màu kia vào trong cái khe của mảnh giấy màu này. Và cái phần còn dư lại chúng ta sẽ gấp lại vào trong. Và 8 tờ giấy màu này chúng ta đều ghép lại giống như vậy. Và từ cái tấm giấy màu thứ 6, bởi vì nó bị trùng nhau cho nên chúng ta có thể gấp lại cái màu này vào phía bên trong. Và cái miếng cuối cùng chúng ta sẽ gấp lại cho vào khe của miếng đầu tiên. Và bây giờ chúng ta lật ngược lại, và những cái phần dư thừa ra chúng ta sẽ gấp bỏ vào phía bên trong. Và chúng ta có thể dùng nhiều cái giấy màu khác để tạo cho mình một cái miếng đệm thật đẹp. Tôi đã làm ra cái ghế ngồi có hình thập tự giá. Khi chúng ta đã trang trí xong và rồi viết cái tên của mình thật đẹp vào đây. Và chúng ta có thể lấy cái hộp, chúng ta cắt hình cái hộp theo hình của miếng ngồi này.
bây giờ cùng cắt theo cái đường đã vạch đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dán cái ghế ngồi, miếng ngồi lên cái vỏ thùng hộp. Và bây giờ chúng ta dán cái vỏ thùng hộp vào cái miếng ngồi để làm cho chắc chắn hơn. Và cuối cùng, chúng ta cùng lấy miếng giấy bóng kính để bọc lại cái ghế ngồi này. Khi chúng ta lấy giấy bóng kính bọc lại thì chúng ta sẽ sử dụng được cái miếng ngồi này rất lâu bền. Và tác phẩm của hôm nay đây, đây chính là miếng ngồi cầu nguyện của Lemnante đã hoàn thành rồi. Các bạn có thể ngồi lên cái miếng ngồi vừa rồi đã làm được không? Và hàng ngày các bạn sẽ ngồi trên ghế ngồi này để các bạn cầu nguyện, các bạn thờ phượng Đức Chúa Trời nhé. Thông qua buổi thờ phượng, các bạn sẽ bước vào trong lời Chúa và cầu nguyện để rồi tận hưởng đỉnh cao thuộc linh. Câu Kinh Thánh đọc thuộc trong tuần này, chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh đọc thuộc trong tuần này được không? Ta sẽ làm cho mày cùng người lữ dòng dõi mày cùng dòng dõi người lữ nghịch thù nhau người sẽ giày đạp đầu mày còn mày sẽ cắn gót chân người Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Amen. Bây giờ mục sư sẽ cầu nguyện cho sự dâng hiến và chúc phước cho buổi thờ phượng hôm nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời hằng sống. Thông qua buổi thờ phượng hôm nay, cảm ơn Ngài đã ban cho giao ước để phúc âm hóa thế giới. Thông qua buổi thờ phượng hôm nay, giống như Joseph, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, con cũng tận hưởng được Đức Chúa Trời ở cùng với con và có thể chữa được những bệnh mà không ai chữa được. Thông qua buổi thờ phượng hôm nay, chúng con đã dâng hiến lễ vật nhỏ và để xây dựng đền thờ cho 237 mọi người từ các quốc gia đến để cầu nguyện, để thờ phượng, để được chữa lành. Xin Chúa Ngài giúp các Lemnante đứng ở đỉnh cao, giúp qua các Lemnante xây dựng đền thờ chữa lành. Bây giờ nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu Christ cùng tình yêu thương của Đức Chúa Cha với sự cảm động của Đức Thánh Linh
Nhất định chúng con nắm chắc giao ước được hoàn thành. Chúa giúp các Remnant bước ra, rồi trên cha mẹ, trên các giáo viên trường Chúa Nhật, Chúa cùng chúng con từ bây giờ cho đến đời đời. Amen.